Rồi, ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã gọi là tìm hiểu về cái thằng commonan nó được uh, hiển thị ra nào và chúng ta đã dùng nó như nào rồi. Thì ở trong video lần này của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thằng nó có tên là GSX nhé uh, thì tại sao lại có cái thằng GSX để làm gì? Thì uh... Bây giờ chúng ta sẽ như thế này nhá, thì chúng ta sẽ quay ngược lại cái thời gian của thằng Re của thằng React về trước một chút bởi vì là khi mà chúng ta có thể khi chúng ta học thì cái cấu trúc đấy của nó nó không còn như thế nữa và nó được thay đổi thành một cái mới rất là JSX. Đấy. Thì ở đây mình sẽ chỉ một cái cách để thử làm sao nhá. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái thẻ div và thẻ h1 như thế này. Thì đây là ở thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ tạo ra các cái nội dung của thằng component này với cái mã JSX này nó rất là dễ dàng đúng không nhỉ? Nhưng nếu mà các bạn chú ý một chút ở trong cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ có một cái phần đó là thằng React và bạn sẽ thấy là từ đầu đến cuối này thì nó không hề sử dụng một tí nào. Đúng không? Thế nhưng tại sao mà nó lại import vào cho chúng ta? À, thì thực chất ấy, thực chất đấy là trước cái thời điểm mà cái thằng này được sử dụng như thế này này thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc như thế này để mà chúng ta gọi là chúng ta à, gọi là sao nhỉ gọi là chúng ta sử dụng này để mà chúng ta viết anh em sẽ comment này lại cho mọi người Đấy. trước cái thời điểm đấy của chúng ta thì chúng ta để mà chúng ta tạo ra được như thế này này thì nó không dễ dàng như cái việc mà chúng ta chỉ cần copy cái cái cốt html sau đó chúng ta lên trang web của của babel sau đó chúng ta chuyển sang đúng không đấy. thì ở đây của chúng ta bây giờ nó sẽ không như thế đâu ngày xưa khác lắm <laughs> à, thực ra thì không phải ngày xưa gì đâu nhưng có những cái dự án họ cực dị và họ lại sử dụng cái kiểu đó là họ không biết kiểu html như kia đâu đấy. rồi thì cái thằng React kia của chúng ta chính là sử dụng cho mục đích Đấy là chúng ta sẽ tạo ra cái bọn này Và nó sẽ không tạo việc là nó sẽ tạo thành một cái block như này đâu Nó không tạo một kiểu hiển thị như này Mà nó sẽ làm là nó phân tích từng cái một và nó hiển thị ra từng cái một Ví dụ nhá Ví dụ như đây mình sẽ có create create uh, element này nhá và khi mình tạo xong thì mọi người thấy đây mình sẽ có một cái đấy là cái thằng name được chưa chính là cái 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 thẻ tang này của chúng ta này À, cái thứ hai chính là config của chúng ta Chính là các cái attribute của thằng thẻ này Đấy chưa Và cái thứ ba chính là cái con Tức nghĩa là ví dụ như h1 này này Đấy chưa nhỉ Đấy Thì bây giờ mình sẽ sửa thằng này thử nhá Ví dụ như ở đây mình bảo là Tôi muốn thêm thẻ deep được đấy chưa đấy. Config của tôi thì tôi không cần gì nữa Tôi sẽ để null Đấy Và children của tôi Thì tôi sẽ để nó là h1 Đúng không Đấy Và nội dung của tôi Thì tôi sẽ để đấy là uh, Hello Đúng không hello my first app uh, with react à, thì ngày xưa chúng ta là như này <laughs> thực ra đây không phải là ngày xưa nhưng mà cái nói là cái cách khác để chúng ta tạo được cái này là chúng ta sẽ phải viết như thế này nhá nhưng có một cái điều đấy là nếu mà chúng ta viết như thế này nhá thì mình sẽ ra ngoài trình duyệt mình chạy để cho bạn thấy này đấy là đây tụi anh ta thấy nó không hề hiện cái thằng h 1 cho chúng ta cả đây bạn thấy đấy <laughs> mình sẽ kéo này lên kéo to lên cho bạn thấy đây thì bạn thấy rằng là đây này trong nó tạo được cái thẻ deep rồi đúng như cái mà chúng ta muốn rồi thế nhưng cái bên trong này của nó thì nó không hề nhận cái thằng h 1 và thằng hello my first app này chúng ta tức nghĩa là cái cách viết này của chúng ta là nó không đúng để chưa nhỉ và để mà chúng ta muốn tạo ra những cái thằng con tiếp theo ấy thì chúng ta lại phải tiếp tục các bạn biết là phải làm sao không ạ tiếp tục là chúng ta sẽ phải là react chấm tiếp và chúng ta lại tiếp tục viết cái chặng đường đó là uh, H1 Đấy Và chúng ta sẽ còn fix của chúng ta không có gì Chúng ta lại để null Đấy Được chưa Và của chúng ta lúc này thì lại uh, Children uh, của chúng ta lúc này không cần gì Thì nó chỉ cần là một cái thẻ text thôi Đúng không Sẽ là hello Hello uh, My First App With React Đúng không nha ấy và chúng ta căn chỉnh S lại. Được chưa? Đấy và bây giờ mình sẽ ra ngoài mình xem. Đấy thì bây giờ của nó thì nó mới nhận cái thằng H1 này. Đấy vào bạn thấy không? Có thấy ít nhá, có H1 bên trong đúng không? Thì nó đúng với cấu trúc chúng ta rồi đúng chưa? Đấy, nó khổ sở vậy đấy chứ không phải là đấy, bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ vậy paste cái thằng HTML vào chúng ta sửa class gì, SRC cái thứ đâu nhá. Đấy, nó không như thấy đâu mà thực chất là uh, khi mà các bạn uh, điền cái này vào đây rồi thì khi mà render thì nó cũng sẽ render theo kiểu như này Đấy, nó là vậy cơ Thì ta ví dụ tôi muốn thêm là cái thằng class name với thằng app này đi Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ bỏ thằng luôn này và mình sẽ tránh thằng này và mình sẽ cách ra Mình sẽ class name, đúng không? Đấy, class name Và chỗ, vào cái chỗ thằng class name này của mình thì bạn nhớ đóng hoặc cho này lại cho mình Và chỗ này bạn nhớ là à, đây là một đối tượng nhá chứ không phải là à, Chứ không phải là một cái một cái gọi là thuộc tính của một cái thằng html nên là ở đây không có bằng đâu nha mà nó sẽ là hai chấm đấy rồi mình cần s lại rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài trình duyệt đấy thì bạn thấy không đấy có h1 nhá đúng không có h1 này có class là app đúng chưa có thấy không đấy như vậy là chúng ta đã điền được cái thằng class chúng ta về giá trị là app rồi và chúng ta sử dụng cái cái cái, cái đây cái config của chúng ta chính là cái attribute của thằng html bên dsx này đúng không đấy <laughs> rồi thì uh, nhiều bạn sẽ phải đặt câu hỏi tại sao là tại sao mà uh, tôi có cái này rồi thì tại sao tôi phải quay lại để tôi biết những cái thằng này đấy. thì mình phải trả lời cho các bạn luôn một cái điều nhé đấy là uh, khi mà các bạn làm như thế này này thì đấy là các bạn làm còn khi mà thực hiện ấy, thì thằng React nó sẽ không phải là đọc toàn bộ cái thằng này nhưng như kiểu là bạn suy nghĩ đâu mà nó sẽ làm cái gì nó sẽ tạo ra đúng cái dòng cốt như này này và nó sẽ duyệt đúng như thế để nó tạo được cái 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 cái, cái. À, mã html các bạn mà các bạn vẫn thường thấy ở trên html khi sử dụng react được chưa nhỉ đấy thế nên ở đây thì mình sẽ có hẳn một cái video như thế này để mình nói và mình phân tích cho bạn thấy rằng à nó không phải là như thế này mà nó sẽ hoạt động như thế này và nó phân tích từng cái một ở trong các element thằng con của nó là gì nếu mà có con thì nó tiếp tục là create chỗ này nhá nếu mà bạn tiếp tục trong h1 bạn muốn tạo một thẻ con nữa thì các bạn bắt buộc ở đây các bạn lại tiếp tục lại phải là react đấy, chấm create các bạn hiểu nhá Đấy và tiếp tục các bạn sẽ phải tạo ra một cái thẻ span. Đấy và còn fix tiếp tục và cái chuyên nó nếu mà có đúng không à, chứ nó không đơn giản là cái việc mà các bạn sẽ được pet như này đâu. À, được chưa? đấy thì cái video này nó chỉ có đây thôi. Tức nghĩa là video này là mình chỉ muốn chỉ mọi người cách à mọi người chỉ cho mọi người cái 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 cái, cái cách hoạt động khi mà nó render ra à, chứ nó không phải đơn giản là cứ return là nó sẽ return mà nó trả về đúng HTML cho các bạn để cho nhỉ? Đấy. À, rồi thì đấy là một lý do vì sao ấy mà các bạn sẽ thấy rằng là cái thằng class name mà chúng ta nó không phải là class mà chúng ta lại là class name đấy, bởi vì bản chất là khi thằng react này chúng ta ở trong còn ấy nó có một cái thuộc tính đúng không nhỉ? nó có một cái property nó có tên là class name nên khi mà chúng ta return trên này thì chúng ta cũng lại phải kế thừa cái đấy của nó là chúng ta phải sử dụng là class name đây chưa nhỉ đấy, đấy là lý do nhá đấy là lý do vì sao mà mà, mà <laughs> các bạn thấy là nó thằng nó cái import thằng react làm gì mà tôi trả thế sử dụng thì xóa đi có được không được chả sao cả nhá nhưng đấy là có những lúc chúng ta sẽ dùng nó đúng nhỉ và và nếu mà bây giờ nhé bây giờ mình sẽ giả dụ mình sẽ xóa nó đi nhá đây mình sẽ cho bạn thấy là nếu mình xóa nó đi đấy được chưa mình Ctrl s lại được chưa Đấy, thì bây giờ mình sẽ ra ngoài trình duyệt Thì bạn thấy không? Nó sẽ bảo cho bạn là React phải được Ở trong scope khi mà sử dụng thằng ZX Đấy, Và React phải được sử dụng scope Ở trong thằng ZX với cái thằng này Bởi vì sao dòng 9 với dòng 10 của chúng ta nhé Đây, dòng 9 với dòng 10 của chúng ta Chính là cái bọn này đây Được chưa? Đấy là hai thằng này Bởi vì sao Bởi vì là bản chất là Rõ ràng là tôi không thấy Ở trong này Tôi động cái thằng React Khi mình import vào Thế nhưng tại sao Mà khi xóa đi Thì nó lại mất Bởi vì là Khi mà cái thằng này được chạy này Đấy là nó sẽ Là nó sẽ Ở đây Đấy là nó sẽ như thế nào Là nó sẽ biến thành như này Và nó sử dụng cái thằng React Đấy Ở trên này được chưa đấy, đấy là lý do vì sao Mà tôi phải import thằng React vào Đấy Không nhiều bạn thì tất nhiên là bạn thì cứ vậy sử dụng thôi thế nhưng ở đây thì bạn nào thích học sâu thì mình sẽ chỉ... đấy thì mình giải thích cho các bạn là tại sao lại có cái thằng react ở đây mà trong cái đấy thì mà không dùng tới một cái import vào để làm gì <laughs> được đấy chưa đấy. thì thực chất nó là chính là như thế đấy, đấy nhỉ rồi mình can cho nét đi đấy. rồi và mình quay trở lại đấy thì được nhá vẫn re reload lại được chưa ngon nhá đấy, được chưa đấy, ok thì video này chúng ta chúng ta sẽ dừng ở đây thôi ờ, chúng ta chỉ dừng cái việc là chúng chúng ta đã hiểu là à thì ra là Đấy, thằng component của chúng ta cần thằng react là để như thế và nó sẽ biên dịch như thế để cho nhá đấy thì uh, các bạn có thể gọi cái cách vừa rồi mình viết đấy là cách cũ và cách này là cách mới hoặc là cách thứ nhất hoặc là cách thứ hai nói chung là đấy à, mọi người thích viết kiểu nào thì viết để cho rồi thì ở trong cái video sau của chúng ta thì mình sẽ nói cho các bạn biết một cái nữa đấy là về dx uh, rejection thì cái khái niệm đấy là khái niệm gì thì phía sau mình sẽ nói nhá <laughs> rồi thế nhá à, à còn một cái nữa đấy là <laughs> mình uh, cái việc uh, quay khóa react này của mình thì có thể là mình sẽ không thể nào mà ra được đồng đều ngày nào cũng ra hay là như nào nhưng mà yên tâm là <laughs> nếu mà mình đã ra thì cái video nó sẽ chất lượng bởi vì mình không muốn là cái cái việc mà cứ phải ra nhanh và cái chất lượng thì nó lại giảm đi thì mệt lắm nhá rồi các bạn người hẹn mọi người trong video sau bye bye